sĩ. Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi ở máy Ban Hộ Niệm Thái Bình 5. Và chúng con kính mời mấy thầy Thích Thành Phố chuẩn bị. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính xin lão Phi Sĩ Dậu Âm cho con hỏi cho một người bạn đồng tu. Người bạn đồng tu này đang rất là nhiều bệnh và đang sinh hoạt với một ban hộ niệm nhưng mà ít đến tham gia. Người bạn này lại là nghệ rượu, mà bệnh thì rất là nhiều, ban hộ niệm khuyên là nên bỏ rượu thì cứ bỏ từ từ. Và có một cái nghi mà rất là gia đình rất là bất an, đó là con gái ở cùng với người bệnh này thì lại không kiêng được ngũ tân, cho nên là người bệnh này chửi cho nên cha con, dẫn tới là bất hòa. Và người con gái này là quyết định đi vay tiền để đi ra thuê làm cái lán ở cái nhà thuê. Thì con xin hỏi lão cư sĩ Dậu Âm là người con gái này là không cho vợ chồng cũng không về và con cái cũng không về cùng thăm bố mẹ nữa, thì người cha như vậy có an tâm để niệm Phật và vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hay không? Và với cái người bệnh này mà cứ uống rượu như vậy, mỗi một lần uống rượu say là nằm mê mệt không biết bao nhiêu ngày, thì con xin hỏi lão cư sĩ Dậu Âm là người bệnh này quyết tâm vãng sinh nhưng mà vì không bỏ được rượu thì có được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc hay không ạ? Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp tục uống rượu say mềm làm cho cái tâm mình mất sáng suốt đi, khó vãng sanh, chứ không ai dám nói là chắc chắn mất vãng sanh. Nếu mà người này muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc hãy cố gắng thay đổi đi, bớt uống rượu lại. Thường thường thế gian người ta nói là bệnh từ miệng nhập hoặc từ miệng xuất ra. Vị này nhiều bệnh quá, có lẽ bệnh nhiều là do cái chuyện mà uống rượu đây. Bệnh nó từ cái miệng mình nó sinh ra đây, uống rượu nhiều quá, cái rượu nó phá đi thông thể của mình. Trong những cái của cái nhân quả của nhà Phật mình đi thì có cái nhân quả gọi là nhân quả hiện đời, gọi là hiện báo, là do cái chuyện này đây chứ vậy. Thường thường ăn uống sới nhậu nhẹt quá đáng là cái nhân mình tạo ra, rồi chính cái nhân này nó tạo thành cái quả báo là bệnh hoạn. Cái quả báo này chính là cái quả báo hiện đời của cái nhân này đi. Cái quả báo này nó không liên quan tới cái tội tình gì trong quá khứ, mà gọi là có nhân mình tạo ra do cái miệng làm cho cái thân của mình chịu quả báo. Cho nên mong những người mà biết tu biết hành cũng phải cẩn thận vấn đề ăn uống, đừng nên sơ ý quá, kẹt lắm đó nha chư vị. Còn về vấn đề gia đình thì xin chư vị là mỗi gia đình hãy tự cố gắng giải quyết lấy. Con cái không tin, quyết lòng chống đối là cái chuyện hết sức bình thường, rất thường xảy ra trong cái đời mạt pháp này và ở tại cái cõi ta bà này. Cho nên đúng là cái ta bà khổ nó không hết đâu chứ vậy. Nếu vậy thì tìm mọi cách là thôi lạy lục con cái. Ví dụ như trước đây có một bà cụ, con cái không tin bà cụ phải lạy thôi. Con cái cũng đành phải thôi kề bà đi cho rồi, bà làm sao bà làm, bà mê mờ bà làm sao bà làm. Nhờ con cái bỏ mê mờ như vậy mà bà cụ này bà biến thành một vị đại Bồ Tát rồi, chứ không phải mê mờ nữa. Thực ra cái đời này quá khó chư vị ơi, thật sự để nói như vậy. Cho nên một chị em nghĩ là nếu ông cụ này muốn quyết lòng vãng thánh Tây Phương Cực Lạc hãy cẩn thận, đừng nên uống rượu nhiều quá làm cho cái tâm mình mệt mỏi đi, đến lúc cuối đời rồi chính cái rượu này nó làm cho mình bị khổ sở nhiều lắm đấy, bị vướng nặng nhiều lắm đấy.
chứ không phải cái rượu này làm mất bản thân, mà do mình say. Lúc mình say mình một rồi, bệnh nặng quá rồi, mình có thể cưỡng được hay không là cái chuyện khác. Còn ngủ tông thì xin cố gắng kiên cử đi, năn nỉ con cái, tìm mọi cách để cho nó đừng dùng cái những chất ngủ tông đó bên cạnh mình, nhiều khi ảnh hưởng rất lớn về vấn đề hộ niệm đấy nha chứ vậy. Cố gắng lên chứ giờ không biết làm sao được. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.